Bác ơi, bán chè sâu không ạ? Bán chè sâu đúng không? À đây, bác bán chè sâu. Ok rồi, ok. Cho cháu hai cốc đi, cháu hai cốc đi. Cá này cá gì đấy không? Cá chép đỏ. Ôi nhìn này. Con này nhìn nó đẹp này, ai nữa ăn nhỉ? Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Hiện giờ thì tôi đang có mặt tại chợ An Thịnh thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Và đây là một trong những cái chợ mà cũng là rất là đông. Ở đây thì cái chợ này nó gắn với tuổi thơ của tôi. Đấy, từ bé là ngày xưa đã được đi chơi chợ này cơ. Và bây giờ thì để biết trong này có cái gì thì tôi và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau vào trong đấy nhá, để xem là trong đấy có cái gì. Và tôi sẽ quay lại cái kỷ niệm của tôi. Ok, bây giờ chúng ta đang đi vào chợ. Đây là khu vực cổng chợ anh em nhé. Ở ra thì chợ ở đây bây giờ được cải thiện rất nhiều, bởi vì ngày xưa là trên đoạn đường này có lên đấy, đoạn này là nó đất cơ, bây giờ được xây đường bê tông đi rất là tiện luôn. Chúng ta cùng vào trong này nhá. Mày rất là đông luôn anh em, đang chợ này nghỉ lễ. Xin chào nha. Được lắm không gặp vào nhỉ? Thế em à? Đấy. Đường à? Mọi đường ơi chơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi này. Lát nữa thì mình sẽ qua lại chỗ này cho hoa quả nhá. Còn bây giờ mình sẽ vào trong này trước. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên đây trước, xong đấy sẽ quay vòng cho anh em sau bên kia nhá. Chúng ta cùng xuống đường này xem. Đây có bán cá khô này anh em, rất nhiều cá khô. Đây là khu vực bán thịt bò sản phẩm. Rau ra anh em ạ. Rau ở đây thì rau sạch tôi ra nhà tôi trồng thôi. Người mang lên đây chợ để bán. Đấy chứ không có thuốc trừ sâu gì cả. Còn đây là thuốc. Bác ơi, hỏi đây là thuốc gì nhỉ? Thuốc Nam đó ạ. Thuốc Nam à? Ừ, đây là thuốc Nam. À, có cái quả hay, quả này hay không ạ? Đây là quả gì bác? Quả men. Men lá. Quả men lá. Nhìn như kiểu quả gì nhỉ? Đây là men lá, tức là nấu rượu đấy. À, vâng. Đây là thuốc Lào đúng không? Đây thuốc Lào. Thuốc Lào. Rất nhiều thuốc Nam. Bác bán thuốc ở lâu chưa bác? Bán hơn 10 năm rồi. 10 năm rồi. Thế là chị cũng chưa được. Vâng, chưa được thuốc trong nhiều người rồi nhỉ? Cái này là xoa bóp. À xoa bóp. Cái này là uống. Là về cái thần kinh thoái hóa của gai. Còn đây là về gan. Gan là giải độc gan này rồi. Đây là những thuốc chị về gan nhá. À, đây gan, đây thận. Đây có địa chỉ đây anh em nhé. Có địa chỉ đây. Ok. Mà. Bạn nào mà có những bệnh gan hay là thận đây thì các bạn có tìm địa chỉ là đây là xóm bản Bắc 4, Bắc 4 điểm mạc Định Hóa Thái Nguyên không? Đây ok. Có điện thoại nhá. Vâng. Lát nữa mình sẽ ghi để lại cái mô tả phần bên dưới anh em xem đây. Mình sẽ để lại cái địa chỉ đây nhá. Ai muốn mua thuốc thì ok, và đến đây thì tôi sẽ đi tìm cái món tuổi thơ tôi. Đây là một cái món rất đặc biệt. Món chè sâu anh em nhá. Đây bán chè sâu nhỉ? Bác ơi, đây bán chè sâu không ạ? Bán chè sâu đúng không? À đây, bác bán chè sâu. Ok rồi, ok. Cho cháu hai cốc đi. Cháu hai cốc đi. Cho cái kia lên trên cung. Hàng đây là mình độc quyền đấy bác nhỉ? Chứ không ai bán này. À, không độc quyền. Hàng này mới được 2-3 năm nữa. À đây đây. Anh em sang bên này nhá. Xem bên này chế biến đây. 2-3 năm nữa. Đây anh em nhá.
ra lâu lắm mình không ăn món chè rồi, mà cái món này cháu ăn thì mang về đây. Cho cháu hai cậu ở đây. Ăn ở đây thì. Vâng, cháu ăn đây luôn. Ăn nếp cẩm mấy chén sau. Mấy cháu gửi em ăn gì? Chén sau anh gì? Ăn nếp cẩm. Chén sau hay là nếp cẩm? Cháu hai chén sau đi. Ok. Cái món này ngày xưa bé là mình rất hay ăn ở đây. Mình cũng lâu lắm rồi, chắc khoảng mấy năm rồi mình quay lại đây. Đây cái món này món tuổi thơ anh em nhá. Ngày trước mình ăn thì nó không được nhiều đồ ở đâu, quay đi đồ nó chỉ có sâu kìa. Cái màu xanh xanh kia là chỉ là giống sâu nên là gọi là chè sâu anh em ạ. Ok. Ủa làm nhanh đi. Vào đây, vào đây. Đây. Đây các bạn. Ok. Ủa cái này là làm sẵn rồi bác? Hả? Làm sẵn rồi hay là à cô làm ra đây rồi. Đây tất cả các thứ là cô làm sẵn về đây rồi. Chỉ cần ăn là bởi vì là khách nó đông. Khách nó đông rồi. Bây giờ đi rồi, trẻ rất là nhanh. Đây các anh. Một phút thôi. Đây. Cháu ở nhà. Anh không ăn à? Bây giờ mình sẽ tay làm mát rồi. Cái này gọi là chè sâu, là cái dưới này anh em. Anh em thấy là cái con xe xanh này nó giống con sâu đúng không? Cái này thì được làm, biết là làm từ gạo nếp mà. Chắc là gạo nếp. Lá xanh thì làm được sâu này. Các em vừa là hả? Ừ mình thử tập vừa rồi. Ừ. Đình chủ nhiệm lớp 11A11. Còn hai bạn này là các bạn cùng nhau đi chợ đúng không? Người đây là người yêu à? Thế nhà các em ở đâu? Em ở Trung Lương. Trung Lương à? À okay. Hôm nay mình rảnh ở đây vừa quay mà. Nhiều sâu à? Kênh của mình là Leo Popper Vlog. Có dừa, còn một cốc là đầy đủ hết nhá. Biết đâu? Có thạch cái gì làm như mọi khi cái gì? Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món chè sâu nhanh anh nhé. Xin mời tất cả anh em. À, chụp cẩm à? Đó, tưởng là chè sâu như ngày xưa. À, gọi là chè sâu nhưng mà như nhà bác là còn gọi. À, vâng, vâng. Đây là thằng em của mình, thằng em trai của mình. Đúng rồi. Rồi anh em nhé. Rất ngon. Tôi vẫn cảm nhận được cái mùi vị của cái hương vị cái chè sâu ngày xưa anh ạ. Mấy năm rồi không ăn cái chè rồi. Từ lúc mình không ở đây thì mình đi ngoài mình uống trà sữa hay là cái gì đấy, nhưng mà bây giờ cảm giác mình ăn thì có lại rất là cảm giác nó trở lại cái tuổi thơ của mình. Rất là nhớ luôn những cái kỷ niệm nó vừa về. Đấy anh em nhé. Đây là thằng đệ mình đang ăn chè đây. Tao bây giờ bảo ăn bắt thử cho tao ăn được. Nay lên là chỉ gọi ăn chè thôi. Quay thế nào? Không mời mọi người à?
đây mua ít cỏ mận nha anh em nhé. Cô ơi, mận này bán nào cô? Mận 18. 18 à? Cho cháu một cân đi. Anh em trả lại 10 nghìn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít mận này nhanh nhanh. Mận này cháu cũng bán ngon. Đấy, 30 nghìn này nhá. Đây đi. Đây bà ơi. Cái này của ai đấy? Im để lấy một tí được cân. Ok, đây. Mận này có phải là cũng cứng, cũng giòn. Mận lấy về lâu chưa cô? Hả? Mận lấy về lâu chưa? Mận mới lấy hôm nay. Ok, tao nhận một cân nhá. Cho xin cái túi. Đây của bà gần 32 nghìn, lấy 30 nghìn. Là tôi đã mua được một cân mận này rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đi một vòng này nữa xem có gì không. Thấy thì anh em tôi sẽ về. Đây, cầm đi trước đi. Kênh của anh là Leo Popper Vlog. Leo Popper Vlog. Ok, bây giờ mình sẽ xuống đây nhé. Ồ, cái rất xinh anh em. Chúng ta bây giờ nãy thì tôi chưa quay cái đoạn này cho anh em, bây giờ tôi chưa quay dưới đây nhé. Nó nhiều quả rồi anh em. Ở chỗ này cũng có một quán bán thịt sâu này nha. Đúng rồi, tôi không biết, tôi không để ý quán này. Trên này có hai quán. Để bằng dao. Rồi là cá rô phi à, cá gì đấy cũng. Ôi nhìn lạ nhỉ. Cá này như cá rô phi à? Ừ. Là cái gì chứ? Là cá chim này anh em. Cá chép. Ồ, cá gì đây, cá chép à? Đây 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 đây. Cá này cá gì đấy không? Cá chép đỏ. Ôi nhìn ra rồi. Con này nhìn nó đẹp này, ai nữa ăn nhỉ? Cá sao cá ăn hết chó. Đây bên này cá, ở đây là vịt, ở đây là ngan nhỉ? Vịt. À vịt à? Vịt đen. Đang kêu rồi anh em. Kêu rồi. Đấy, đấy, đấy. Có vịt này bán bao nhiêu con này? Con này là 13 nghìn. 13 nghìn một con này. Thế con gà này là gà gì đây anh? Gà lai chọi. Lai chọi. Đây là gà lai chọi. Còn đây là vịt đen. Đây là vịt 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 trắng nhá. Lúc bé nó màu vàng nhưng mà sau lớn nó sẽ vịt trắng anh em. Đấy. Còn đây là gà đồ đình hóa đây anh em. Gà xịn luôn đấy. Bạn nào có nhu cầu mua thì lên chợ An Thịnh để mua nhá. Mặt hàng đấy rất là nhiều và giá cả rất hợp lý luôn anh em. Thôi bây giờ mình quay thôi. Ở đây là vịt này. Con này là vịt lớn này. Con này bao tiền một cân? 55 nghìn. Đây nha anh em nhá, đây là vịt ta nhá, vịt ta định hóa nhá. Vịt chất lượng luôn. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì lên chợ An Thịnh và mua những cái loại thực phẩm đây nhá. Lát nữa mình sẽ để cái địa chỉ mình mô tả phần ở dưới mô tả nhá anh em nhé. Còn ai có nhu cầu thì cứ lên chợ An Thịnh mua. Ở đây thì vịt nó chất lượng anh ạ, không phải nó không chăn cám mà vịt ra thả ngoài đồng ấy, bắt thả ngoài đồng nên là vịt rất chất lượng luôn. Đấy, thì ai có nhu cầu mua thì cứ lên chợ An Thịnh nhá. Ok, vừa rồi thì các bạn và tôi đã cùng nhau đi tham quan chợ An Thịnh. Bây giờ thì có lẽ tôi phải về thôi, bởi vì lên đây cũng không mua gì đâu mà chỉ đi ăn chè với lại mua ít quả thôi nhá. Bây giờ ra lấy xe đấy. Có lẽ là tôi phải tạm dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ chúng tôi nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.